Lá cờ bay phấp phới luôn mọi người, tuyệt vời quá mọi người. Đây chính là hóa thạch của bọ ba thùy các bạn nhé. She's so happy right now. You're like a circle that floats around me. Ok, hello, xin chào mọi người. Mình đang có mặt ở cột cờ Lũng Cú đây rồi. Nhưng mà đây mới chỉ ở dưới chân cột cờ thôi. Và bây giờ để đi lên được trên cột cờ Lũng Cú thì chúng ta sẽ phải di chuyển bằng xe điện. Nếu các bạn đi ô tô thì các bạn sẽ phải đi xe điện. Phải đi mua vé thì 30.000 một vé nha anh em nhé, cả lên cả xuống. Ok, lên xe điện thôi. Hành trình lên với cột cờ Lũng Cú xin phép được bắt đầu. Ở đây thì qua cả chợ luôn này các bạn này. Chỗ này thì nếu mà vào các thứ 6 hàng tuần là sẽ có phiên chợ của bà con ở đây. Họ ở dọc đường này luôn. Dọc đường này xuống cả khu chợ dưới này luôn. Cái khu chợ, bởi vì khu chợ bên dưới này nhỏ quá, khu chợ dưới này nhỏ quá không vừa, thế nên là họp cả lên trên đường này luôn. Đường lên trên với cột cờ Lũng Cú thì rộng rất là cao. Nếu mà các bạn mà chạy xe máy lên thì các bạn phải chạy hết sức cẩn thận nha các bạn nhá. Còn ô tô thì bây giờ sẽ không lên được trên cột cờ Lũng Cú nữa rồi. Phần là vì không phải ai cũng lái được, hai nữa là đã được đầu tư xe điện ở bên dưới rồi. Mọi người chỉ cần bỏ ra có 30.000 thôi, được đưa lên, được đưa xuống luôn. Ngồi một mình một ghế, ba thằng mình chạy một xe luôn, rất là thoải mái. Đây chính là con đường để dẫn lên trên cột cờ Lũng Cú này các bạn này. Và ngọn núi mà chúng ta đang đi lên trên này thì có tên là núi Rồng các bạn nhé. Đây là một ngọn núi rất là thiêng ở đỉnh phía bắc của Tổ quốc chúng ta. Đây là núi Rồng. Ở bên dưới còn có cả hang Hàm Rồng kìa. Cua rất gắt đúng không mọi người? Cua vừa gắt lại còn vừa dốc cao nữa. Từ đây cũng có thể nhìn thấy cả cái ngôi chùa cực bắc ở phía bên tay phải nữa kìa. Chùa rất là lớn, đang được xây dựng rất là lớn. Đây chính là cột cờ Lũng Cú nha anh em nhé. Đấy, đây chính là cột cờ Lũng Cú này. Và lát nữa thì chúng ta sẽ đi bộ tầm khoảng 200 bậc thang để đi từ bên dưới này lên trên đỉnh cột cờ Lũng Cú nữa. Khi mà các bạn lên trên đỉnh cột cờ Lũng Cú ấy thì hôm nay thì trời rất là lặng gió, các bạn lên trên nơi, đến nơi thì các bạn hoàn toàn có thể chạm tay vào cái lá cờ được. Và bởi vì là ở trên đỉnh núi Rồng này thì gió rất là to, thường thì cái lá cờ này nó sẽ bay liên tục. Nếu mà ai, đấy các bạn thấy không, mình vừa nói xong, cờ lại bay lên rồi. Thế nên là ai mà lên trên đỉnh cột cờ đấy mà được chạm tay vào cái cột cờ Lũng Cú đấy thì sẽ là rất là may mắn đấy các bạn. Lá cờ lại xuống rồi, nhưng mà lá cờ rất là to các bạn nhá. Lá cờ rộng đến tận 54m2 cơ. Thế các bạn mà chỉ cầm thì các bạn chỉ cầm vào thôi, chỉ sờ vào thôi nhá. Các bạn mà đừng nắm chắc, nó khéo là gió to quá là kéo được các bạn xuống thì rất là nguy hiểm. Cột cờ một nơi rất là linh thiêng, ở đỉnh cao nhất của đỉnh núi Rồng luôn mọi người. À đúng rồi, trên đường đi từ dưới này lên trên kia ấy, còn các nhà khảo cổ họ còn phát hiện ra được cái hóa thạch của bọ ba thùy nữa. Cái bọ ba thùy sống rất lâu ở dưới đáy biển, cách đây hàng triệu năm rồi các bạn. Dọc cái đường này lên các bạn sẽ còn nhìn thấy cả cái hóa thạch của bọ ba thùy nữa. Vị trí có hóa thạch của bọ ba thùy, hóa thạch cổ nhất của công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn. Đấy, các bạn thấy không? Còn được lộ thiên ở bên ngoài đây cơ mà. Các bạn nhìn này, đây chính là hóa thạch của bọ ba thùy các bạn nhé. Nằm lộ thiên ở bên ngoài luôn, nằm trên thuyền đá này luôn. Rất là quý hiếm, rất là đặc biệt nữa. Ok, và tiếp tục. Hành trình còn rất là dài nữa. Mình đã thấy được tác dụng của việc tập thể dục của các bạn ơi. Khi mà anh em mà tập thể dục thì anh em đi lên trên này anh em mới không phải mới đi được một nửa đường thôi mà lên đây đã thở không ra hơi rồi. Và giới thiệu với mọi người, con đường kia là con đường mới mở để đi từ đầu Lũng Cú để đi vào kìa các bạn kìa. Chạy hết con đường này, đây là chính là con đường mà chạy qua để nối vào với lại chùa Lũng Cú ở phía bên tay trái này. Ngôi chùa được xây dựng rất là lớn và rất là được đầu tư luôn. Ở chân cột cờ Lũng Cú thì sẽ có hai bản làng. Bản làng thứ nhất là chính là bản làng này. Đây chính là bản làng của người Mông. Ở đây xung quanh núi Rồng có hai con, có hai cái hồ nước không bao giờ cạn, là một hồ nước ở phía bên làng của người Mông này và một hồ nước lớn hơn nằm ở phía bên làng của người Lô Lô bên trái này đây, lấp phía bên tay trái mình. Đây chính là một con mắt nữa nằm ở bên thôn của người Lô Lô. Và hai cái hồ nước này thì không bao giờ cạn hết các bạn ạ. Hai cái hồ nước này thì không bao giờ cạn hết. Vừa rồi thì chúng ta đã có một chuyến tham quan đi dọc cái đường này, đi thẳng lên phía trên để đi lên trên cái điểm cực bắc ở phía trên kia rồi. Và chúng ta cũng đi bộ để đến với lại hàng rào biên giới phía Trung Quốc ở đầu kia, cái chỗ ngôi nhà trắng trắng kia kìa.
Đấy, bên đấy chính là địa phận của Trung Quốc nhé các bạn nhé. Đây chính là hồ nước vào mùa khô các bạn nhé. Mùa này là mùa khô đấy. Còn nếu mà vào mùa mưa thì ở đây có nhiều nước hơn nhiều. Cái chỗ nước này đã trở thành, cái hồ nước này đã trở thành nơi mà giúp cho bà con có thêm rất là nhiều nước để có thể sinh hoạt và sản xuất, làm cho cuộc sống của bà con đỡ khổ cực hơn rất là nhiều. Đây thì đoàn chúng ta đang dừng chân ở vị trí đây, đó là dưới chân cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú này thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây cách thành phố Hà Giang là 154 km, còn cách thị trấn Đồng Văn là 24 km. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi đây mang tên là núi Rồng, với độ cao là 1.468 m so với mặt nước biển. So với độ cao này, đỉnh núi Rồng đây không phải đỉnh núi cao nhất của nước Việt Nam mình, nhưng nơi đây chính là nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc Việt Nam, nơi mà mỗi người con dân Việt Nam mình đều mơ ước một lần đặt chân đến. Tính riêng tại xã Lũng Cú thì hiện nay có 7 dân tộc cùng sinh sống, nhưng có 2 dân tộc chiếm phần đa hơn, đó là dân tộc Mông và dân tộc Lô Lô. Theo tiếng Mông gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Lũng Ngô, bởi vì tiếng Mông sở dĩ Cú là Ngô. Còn theo tiếng Lô Lô gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Long Cư, phát âm theo tiếng Hán Việt tức là nơi rồng ở. Tương truyền rằng xưa kia rồng tiên xuống trần gian để du ngoạn, thấy cảnh vật đẹp hữu tình nhưng cuộc sống ở trên đây rất là khổ cực, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân thì hiền lành chất phác. Trước khi rồng bay về trời, rồng thương tình để lại đôi mắt tạo thành hai hồ nước ngọt tự nhiên duy nhất ở xã Lũng Cú. Một hồ nước nằm bên làng Lô Lô trải là hướng trước mặt đoàn chúng ta đây ạ. Ở đây còn có một cột mốc nữa, cái cột mốc quốc gia của cờ Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Cột mốc này thì đã được xây dựng lại vào năm 2010. Ở đây bên dưới chân cột cờ thì được xây dựng với 8 cái bức phù điêu ở xung quanh dưới cái chân cột cờ như thế này. 8 cái bức phù điêu này thì sẽ nói rất nhiều về những cái lịch sử cũng như là văn hóa của nước Việt Nam chúng ta. Và ở đây có một cái lối nhỏ, có một cái lối rất là nhỏ để dẫn lên trên cột cờ. Đi theo cái cầu thang này thì các bạn sẽ lên được với trên đỉnh cột cờ này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ lên trên đỉnh cột cờ Lũng Cú để trải nghiệm nhé các bạn nhé. Đây chính là cổng vào này. Và trải qua thêm rất là nhiều cái bậc thang thấp thấp như này nữa thì chúng ta sẽ lên được với cột cờ Lũng Cú, lên sẽ được lên với đỉnh của cột cờ. Tiếng của mọi người đang ở phía trên đỉnh đây rồi. Có vẻ như là chúng ta sắp lên đến với cột cờ rồi. Đấy rồi. Ôi, lá cờ rất lớn luôn mọi người. Ôi, 54 m² cơ mà. Tuyệt vời quá. Đây là một khung cảnh vô cùng là tự hào luôn mọi người. Nếu mà lá cờ bay phấp phới luôn mọi người. Tuyệt vời quá mọi người. Đúng thật, gió ở trên này rất là lớn. Để đến được với cột cờ Lũng Cú thì các bạn đã phải trải qua rất là nhiều những cái cung đường, rất là nhiều những thử thách ở dọc đường rồi đúng không ạ? Thế nên là nếu mà lên đến cột cờ Lũng Cú mà lá cờ mà rủ xuống để cho mọi người chạm tay vào lá cờ thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là may mắn đấy. Lá cờ ở ngay đây thôi, nhưng mà không cách nào chúng ta có thể bơi đến được bởi vì gió rất là to. Ở ngay dưới chân cột cờ Lũng Cú này thì có một đồn biên phòng. Đồn biên phòng này thì có nhiệm vụ là trông coi cột cờ Lũng Cú và đảm bảo là thay cờ thường xuyên nữa. Chắc là chỉ 5 đến 10 ngày thôi là lá cờ này sẽ phải thay một lần. Các bạn thấy không ạ? Chỉ khoảng 5 đến 10 ngày thôi là lá cờ này sẽ phải thay một lần, bởi vì gió trên này rất to. Lá cờ này chỉ 5 ngày, 10 ngày là sẽ bị rách. Và các cô, các chú ở dưới đồn biên phòng sẽ có nhiệm vụ là thay lá cờ thường xuyên các bạn ạ. Mọi người đều rất là hào hứng khi mà có mặt ở đây. Hello. Hi. Hello. She's so happy right now. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của mình. Hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.